Sài Gòn Phantom lại thắng 3-0, tiễn Farming Sport xuống Serie B. Box Gaming 3-1 Heavy, Heavy lại đánh rơi lợi thế. Hiệu ứng chiêu thức điêu thuyền Wave, nguyện được đóng băng. Hậu 20 tháng 10, Nhất Công có vợ. Siêu kinh điển Team Flash, Sài Gòn Phantom lại lên VTV. Gray, ăn là chân lý. Sài Gòn Phantom đang cho thấy họ là một đội tuyển mạnh đến cỡ nào, nhất là khi tuần trước họ đã thắng Team Flash với một tỷ số không ai ngờ tới, 3-0. Và tôi cũng xin phép trả lời luôn câu hỏi của cao thủ Liên Quân trong trận đấu của tuần này: Fabi Sport sẽ không có cơ hội nào cả. Ngay từ ván đấu đầu tiên, Sài Gòn Phantom đã cho thấy một bộ mặt quá áp đảo. Và rồi đến ván đấu thứ 3, SKP chỉ cần làm một việc đơn giản là phá nhà của Fabi Sport và thắng với tỷ số 3-0, chính thức tiễn Fabi Sport dừng cuộc chơi sớm với vị trí thứ 8. Đã lên bảng điểm số mất rồi. Đây là xuống 3 đổi 2 và Sài Gòn vẫn đang là những người đổi lợi. Họ sẽ có những mình sân bay trước và sau đó thì có thể là cả trận đấu này chăng? Câu trả lời vẫn đang là Sài Gòn đẩy lên. Còn Seja vẫn đang còn ở đây và có xe lính. Xin đang cố gắng dọn lính. Red đang bắn nhà và Red bắn nhà những hit cuối cùng và tỷ số sẽ là 3-0 dành cho Sài Gòn Phantom và Fabi Sport sẽ phải xuống hạng ở trong mùa giải này. Có lẽ Fabi Sport cần thêm thời gian để dần dần hồi phục lại. Red đã được phỏng vấn sau trận đấu này và thanh niên này cho biết bảo là Vgaming Hoàng TD bắn Elsu hay hơn, nhưng mà team em thì mới là top 1, tự tin đấy, nhưng mà trên bảng xếp hạng cũng là top 1 thật anh em ạ. Cái này chắc cho Hoàng TD bắn hay hơn chị ơi. Em bắn dở lắm. Lại thế. Tại vì sự thật nó là như mình thế. Tự tin. À ok, mình tự tin, nhưng mà mình tự tin có mức độ thôi thì team mình mới win được đúng không? Còn nhường sự hay hơn về mặt Elsu cho team bạn đi để xem là ở trận đấu tới thì team bạn sẽ thể hiện như thế nào. Heavy đang thi đấu khá là ổn định, dường như là trận nào họ cũng sẽ thắng trận đầu tiên, và trước Box Gaming điều tương tự cũng đã diễn ra. À mà trận này Kenji không đánh đâu nhá. Nhưng càng về sau thì Heavy lại càng không giữ được những sự đột phá và cái kết là lại thua Box với tỷ số 3-1. Khi mà nếu như xét về khả năng giao tranh về mặt kỹ năng thì có lẽ là bên phía của đội tuyển Heavy không thua thiệt lắm, nhưng nếu xét về khả năng kiểm soát thì khác, và đây là pha đấu mà NDG sẽ cần đây. Một tình huống mà hai người của bên phía Heavy giành bắt, nhưng sau cùng thì NDG đưa ra một cú đấm có thể nói là lạnh lùng, và khi mà Hana đến thì thôi mọi thứ hết rồi. Có lẽ là không cần xây ra bạo chúa đâu khi mà 5 thành viên của bên phía Oxygen sẽ đánh vào, tung ra tất cả chiêu cuối có thêm cấm trụ. Họ đang muốn hủy diệt Hách và những người đồng đội vẫn đang cố gắng để một quay, đó là Chito Tổ. Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi, tỷ số sẽ được ấn định là 3-1 dành cho Ara và những người đồng đội. Ara ở trong tình huống thi đấu vừa rồi muốn thể hiện kỹ năng mua bán đồ của mình, nhưng hơi quê. Bảng xếp hạng đấu trường danh vọng đang tạm thời là như sau anh em ạ. Sài Gòn Phantom đã leo lên top 1, áp rất sát phía sau là Vgaming và Box Gaming với cùng 28 điểm. Trong khi đó, Team Flash có 23 điểm và xếp thứ 4. Là một skin trong chuỗi trang phục mang tên Wave, điêu thuyền đẹp đến độ. Tôi tin là nhiều anh em ước được chị điêu thuyền cho đóng băng trong ánh mắt của chị. Mời anh em xem hiệu ước chiêu thức của skin này nhá. Như vậy là ngày 20 tháng 10 đã qua rồi anh em ạ.
May quá, nửa năm nữa mới đến mùng 8 tháng 3 cơ. Anh em mình lại được thư giãn một tí rồi anh em ạ. Với những người có vợ, có người yêu, chắc hẳn là có một ngày vừa vui lại vừa mệt nữa. Lý do vì sao mệt thì tôi cũng xin mời các bạn đã có vợ, có người yêu trả lời nhá. Hai người đàn ông rất nổi tiếng của Liên Quân Mobile Việt Nam là ADC và Tùng Họa Mi thì đều đã đăng những lời chúc dành cho người phụ nữ của mình. Ghen tị ra phết đấy, mà biết sao được anh em ạ. ADC thì đăng hình Kim Trung Fan kèm với caption chúc vợ yêu 20 tháng 10 luôn xinh đẹp, anh yêu vợ. ADC đúng là số hưởng, có cô người yêu xinh ghê cơ anh em ạ. Nhưng ở dưới bình luận, một người phụ nữ quan trọng khác của ADC là mẫu thân lại bình luận nhắc nhở con trai: của mẹ đâu Trần Đức Chiến? ADC chỉ còn biết đáp: ủa, mẹ là tấm lòng con thầy. Đấy, không được quên mẹ đâu anh em nhá. Một người khác cũng đã có vợ là Tùng Họa Mi, vốn là một học sinh chuyên văn, viết những dòng rất mùi mẫn, nhưng mục đích cuối cùng thì vẫn là khoe, đã làm tròn bổn phận đàn ông và cũng không quên đòi lại công bằng cho anh em con trai chúng mình. Anh có chàng vỗ tay cho em, làm tốt lắm Tùng ạ. Những tưởng chỉ những trận đấu kiểu như là MU lội ngược dòng 3-2 trước Atalanta thì mới được lên VTV. Hên nhé Sonsa, tí thì mất ghế đấy. Cảm ơn anh Rô đi. Thì nền Liên Quân Mobile Việt Nam chúng ta cũng vừa mới được nở mày nở mặt thêm một lần nữa bởi lại được lên TV tiếp rồi. Sau trận đấu kinh điển giữa SKP và Team Flash, cái này thì cũng dễ ăn nói với thầy U khi bị bảo ham chơi rồi các anh em nhỉ. Team Flash và Sài Gòn Phantom được coi là siêu kinh điển của đấu trường danh vọng, luôn thu hút hàng triệu lượt xem từ khán giả bởi sự quy tụ của các tuyển thủ hàng đầu có thu nhập cao nhất tại Việt Nam. Trong năm 2020, trung bình mỗi thành viên Team Flash và Sài Gòn Phantom thu về từ 600 đến 900 triệu đồng chỉ từ tiền thưởng của các giải đấu trong nước và quốc tế. Hơn 40 tỷ đồng sẽ là tổng tiền thưởng của đấu trường danh vọng trong năm 2021 từ hai giải quốc nội và hai giải quốc tế. Sang năm 2022, số tiền thưởng sẽ có sự đột phá, dự kiến lên tới hơn 210 tỷ đồng. Và có thể còn cao hơn nữa. Đây là nguồn động lực để các đội tuyển nỗ lực hết mình hướng đến chức vô địch. Thôi, feed này tôi cũng chẳng biết đưa tin gì nữa cả. Mời anh em cùng xem và cùng cười để kết thúc bản tin tại đây nhá. Anh em tiếp tục bấm like và subscribe kênh YouTube của bình luận viên Hoàng Sơn AOV để đón xem tin tức hấp dẫn nhá. Bye bye anh em. Sau đó ăn. 14 giờ chiều chuẩn bị trên ca đầu tiên trong ngày. Ăn. Trong lúc trên, ăn. 16 giờ trên xong ca đầu, ăn. 18 giờ. Cái này thì cũng không có gì bất ngờ lắm, tại vì nó là bữa tối mà, bữa chính trong ngày. 19 giờ trên ca tối, ăn. 21 giờ trên xong, vừa livestream vừa ăn. 11 giờ đêm livestream xong, ăn đêm. Hôm nào tâm trạng không vui thì 1-2 giờ sáng cũng có thể có thêm một bữa ăn nhẹ nữa. Nói đến đây thì sẽ có nhiều bạn nói tôi làm video để tìm hàng em hút quá. Thì các bạn đã nhầm. Nếu như Liên Quân mang đến cho các bạn một người đi rừng tài năng thì lại là một thiếu sót lớn cho nền ẩm thực của Việt Nam. Tôi tin rằng nếu như Gray có một kênh YouTube để review đồ ăn thì người đạt nút kim cương đầu tiên ở Việt Nam không phải Chris Devil Gamer. Vị giác của Gray có độ nhạy bén gấp 10 lần người bình thường. Các nhánh vị phân tầng rõ ràng khiến cho Gray luôn đưa ra những nhận xét rất sâu sắc và chuyên môn về những món cơm của du khách nấu hàng ngày. Các món ăn thì cũng rất đa dạng về chủng loại cũng như hình thức, từ món Bắc cho đến món Nam, từ món Âu cho đến món Á, từ chiên dầu mỡ cho đến luộc thanh đạm. Để kết thúc video, sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu như các bạn cùng vào bếp Gray trong một buổi ăn đêm. Video có phần dìm hàng cường điệu hóa bởi người kể chuyện, nhưng hy vọng các bạn sẽ thích điều đó và hãy ủng hộ tôi ra thêm những video tiếp theo. Xin chào.